Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Isuzu An Việt. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là giảm sóc sau của dòng xe hay có anh em phuộc sau của dòng xe Mitsubishi Outlander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì giảm sóc sau thì nó giúp giảm chấn toàn bộ cái từ thân xe của chúng ta, giúp giảm là dựa trên cái tia giảm sóc này, nó sẽ giảm chấn từ trên mặt đường. Khi mà chúng ta chạy vào những ổ gà, ổ vịt thì nó không giảm, nó tác động từ cái mặt đường lên thân xe, giảm cái tác động đã tạo cảm giác cho người ngồi trong xe chúng ta cảm giác êm ái nhất và nhẹ nhàng và êm ái, thoải mái nhất. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường mới hỏng mất cái giảm sóc này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.